Lại được tiếp tục giới thiệu đến các bác sản phẩm rất là quen thuộc. Đấy, lại Pioneer 7800 25 mã. Dòng này luôn luôn phải nhắc tên các bác nhé. Đấy, các bác biết rồi, riêng chơi cái em này thì chơi đã gọi là chơi thì ít khi có lãi lắm, chơi thì thường là lỗ. Nhưng mà con này là một trong những cái con số hiếm mà càng chơi càng lên giá. Đấy, nhưng mà với điều kiện là gì ạ? Với điều kiện là nó phải đẹp. Bởi vì anh em chơi cái đồ này ấy, thì có đủ các gọi là anh em chơi, từ những anh em mới chơi, từ những anh em chơi lâu năm rồi người ta vẫn chơi. Đấy, lâu năm rồi người ta chơi, người ta dùng con này làm gì. Nó nhiều yếu tố lắm. Một, có những cái cặp loa đánh con này vẫn hay. Nhiều cặp loa rất là khó tính, khó trị, đánh này vào rất là tốt. Điều hai nữa là tại sao mà phải đẹp? Bởi vì là nó có tính sưu tầm cao. À, giống như một con Dream bây giờ mà nguyên bản mà Dream đẹp, Dream Thái các bác biết rồi, cả 100 triệu. Thì cái dòng đồ chơi gì nó cũng có những cái đồ kiểu dạng như vậy. Thì 7800 25 mã luôn luôn hot. Đấy, mặc dù bây giờ nó riêng chiếc này nhá, các bác cho em báo giá luôn, chiếc này là 11.600.000 nhá. Đấy, 11.600.000. Các bác thông cảm là hàng thì nó là hàng bãi, cho nên là về đích danh con nào em sẽ báo giá chi tiết còn đấy cho các bác. Đấy, có những con thì khoảng hơn 10 triệu, có con thậm chí bán ra tầm 9 triệu rưỡi. Đấy, ví dụ nhé, mặt như mặt chiếc này nó gần như là mới khự, kể cả núm nút anh em nhìn. Đấy, cái này bẩn thôi. Đấy, các bác nhìn từ các cái núm nút, tức là nó vừa có giá trị sưu tầm mà nó lại vừa nghe hay. Nhưng mà một con mà nó chỉ hơi gợn tí thôi thì giá nó sẽ trừ đi mấy trăm. Đây là cái đồ bình dân thôi, chứ còn Acufay thì còn trừ nhiều hơn nữa. Đấy, 7800 25 mã. Đấy, chơi nếu mà anh em mà quan tâm đến cái đồ này thì biết là mua đuổi bán đuổi là như thế nào. Ví dụ năm ngoái thôi. Đấy, bán ra khoảng tầm 10 đồng, 10 đồng rưỡi là đẹp như này. Nhưng năm nay bọn em mua vào là giá đấy thậm chí còn hơn, nếu mà những con đẹp như này còn nhỉnh hơn một chút. Đấy. Mà tính ra nếu mà làm những cái dòng kiểu này thì lợi nhuận không cao đâu nhé. Nhưng mà bù lại là gì ạ? Bù lại là bán rất là nhanh, bởi vì anh em sưu tầm, anh em biết chất. Đấy. Rồi thêm có những cái ý kiến trái chiều là bảo là ui ôi cái này mông má lại nó mới đẹp như thế này. Em xin thưa các bác là các bác là người chơi. Đấy, thì nhiều khi các bác sẽ không tin được bằng anh em thợ đâu. Còn em nói các bác là nếu mà cái cốt của nó mà không đẹp ấy, thì các bác mông đường rời nó cũng không đẹp được. Còn cái chuyện lau chùi thì cái chuyện đấy là các bác người dùng là phải cảm thấy sướng. Bởi vì sao? Bởi vì công việc lau chùi để đưa đến tay các bác, cho các bác những cái sản phẩm nó sạch hơn, nó đẹp hơn, để các bác chỉ được chơi thôi. Thì cái đấy nó phải là điều hiển nhiên, các bác là thượng đế. Đã là thượng đế là các bác được hưởng những cái đấy. Nhiều anh em bảo ui ôi hàng bãi nó phải thế này phải thế kia, rồi các ông tuốt lại. Khi nói các bác là tuốt hay là không thì không phải mỗi các bác đâu, mà ở trên xem YouTube thì có rất nhiều anh em, có những anh em thợ, có những anh em người dùng cực kỳ giỏi, người ta có cái con mắt cực kỳ gọi là tinh tường. Đấy. Nói hàng mông, hàng jean. Đấy. Những cái dòng này em bán thì chỉ mục đích là thứ nhất là bản thân mình cũng thích cái con này, thích cái kiểu thiết kế của nó. Đấy. Còn chất tiếng của nó thì cũng rất là ok, mặc dù là giá bây giờ nó lên rất cao. Nhưng mà thì anh em mình phải chấp nhận thôi, bởi vì nước lên thì thuyền phải lên theo thôi. Không thể nào mà rẻ hơn được, không thể rẻ hơn được các bác nhé. Đó, 11.600.000. Nó là nguồn đen. Em nhắc lại nguồn đen. Đây, quay luôn cho anh em. Còn nguồn vàng bây giờ thì đấy, nếu mà đẹp như này thì các bác xác định nó chênh khoảng 1 triệu. Đấy là với số em bán. Đấy, 1 triệu. Âm ly 7800 25 mã cực đẹp.
Anh em nào mà đang chơi sưu tầm thì đừng bỏ qua chiếc này. Em quay các cái mặt cho các bác nhìn độ mới, độ đẹp của nó. Mà đây các bác tưởng tượng nó đang đánh cặp loa Đức cặp 160. Cặp này thì thực sự là cái phân khúc của cái cặp này nó cũng là phân khúc tương đối rồi. Nhưng mà nói đến hãng TA thì rất là ít người biết. Nhưng mà anh em chơi thì sẽ biết, chơi đặc biệt là chơi loa Đức hoặc chơi loa Âu thì người ta sẽ biết dòng TA. À, nhưng mà dòng TA thì anh em chỉ biết những cái model bé bé ở dưới thôi, ví dụ model 80 là phổ thông. Còn đây là model 160, nó là dòng rất là khủng của TA. Sử dụng 2 bát 26. Một thùng 5 loa nặng khoảng 81. Như cặp này em bán với giá 70 triệu. Rất là nhiều anh em thì hay nói là 70 triệu thì sẽ mua Tannoy hoặc JBL, thì cái đấy thì cũng đúng thôi, bởi vì thương hiệu của bọn đấy thì nó hơn hẳn. Đấy, tuy nhiên thì với 70 triệu thì các bác mua thì cái tiền thương hiệu nó vào rất là nhiều nếu mà sở hữu Tannoy và JBL. Em khẳng định luôn, nếu một cặp loa JBL hoặc Tannoy tầm tiền 70 triệu các bác không thể nào vượt được cái chất âm của cái cặp này. Đấy, chất âm của em này vượt trội luôn. Em biết cặp này là sẽ khó bán. Đấy, tuy nhiên thì em làm trong ngành cho nên em hiểu chất âm. Một phần là làm thương mại nhưng một phần cũng là đam mê, một phần là cũng muốn trải nghiệm. Thì những cái cặp như này thì kể cả không bán được em để mà nghe cũng rất là thích. Rồi sẽ có người hiểu biết, người ta đến người ta lấy những cái cặp kiểu dạng như này. Cái đấy không phải ngại. Đấy, 7.825 mã. Mặc dù giá nó như vậy, nhiều khi bảo là chất âm con này thế này thế kia, em cũng có những cái clip nói chia sẻ các bác rồi. Nó cũng không phải là quá gì ghê gớm đâu, nhưng mà thực sự là chơi cái này thì anh em chơi, nhất là anh em mới chơi hoặc đang chơi một thời gian rồi, muốn cái độ an toàn thì chơi em này lành này, chơi được nhiều dòng loa này và đẹp. Cá nhân em đánh giá thì cái thiết kế này nó rất là bền. Nó bền trong xe máy như chiếc Dream ấy, nó cứ bền bỉ. Cái thiết kế đèn vu này, thậm chí các bác để ý những cái dòng Acufay ấy, người ta làm rất chủ yếu kể cả những dòng âm ly sau này hoặc những cục bao, người ta đều làm kim vẩy nhìn rất là đẹp. Đấy, tiếng của anh rất là lực các bác nhé. Đấy, ở dưới của em là em về con 7.800 trơn. Nếu mà nhìn từ xa ấy, anh em nào chưa va thì đương nhiên là các bác sẽ nhìn thấy những cái nút gạt này nó khác nhau này. Nếu mà các bác không cần nhìn nút gạt bởi vì có ở đây thì nhìn nó rất là dễ. Đấy, trường hợp mà không có con này ở dưới, các bác nhìn từ xa các bác chỉ nhìn đúng cái đồng hồ cho em thôi nhé. Dòng Pioneer mà những cái dòng SA mà có đồng hồ vu, ví dụ 7.600 này, đấy, 7.800 này. Đấy, nó có đồng hồ vu kiểu này này thì các bác cứ mắc đôi là hai đồng hồ nó liền nhau. Đấy, liền nhau, nó có cái nhựa này liền luôn này, nó có đèn đỏ. Còn nếu trường hợp mà trơn thì nó ở giữa nó là có khe nhôm. Đấy, phân biệt dễ nhất như vậy. Xin chân thành cảm ơn các bác đừng bỏ lỡ cơ hội để sở hữu chiếc Omni này.